Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuỗi tăng liên tiếp của cổ phiếu HBG đã giúp chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất thị trường, vượt ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch VinGroup. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất. Cụ thể, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6, thị trường chứng khoán ghi nhận động lực tăng trưởng đến các cổ phiếu vốn hóa lớn như tập đoàn Hòa Phát HBG tăng 8,3%, Vinamilk VNM cộng 4,5% và GVR tăng 6,7%. Tuy nhiên, không phải tất cả các mã trụ cột đều tăng. Nhóm cổ phiếu thép, trong đó có Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, tăng trưởng tích cực sau khi Hiệp hội Thép Việt Nam công bố sản lượng thép tháng 5 phục hồi, đồng thời giá thép cuộn cán nóng HRC tăng trở lại. Cổ phiếu Hòa Phát HBG tăng 4 trên 5 phiên trong tuần qua và tăng 8 trên 10 phiên kể từ ngày 12 tháng 6. Đây là một diễn biến rất tích cực của cổ phiếu đầu ngành thép với thị phần khoảng hơn 50% mảng thép xây dựng. Trong 6 tháng qua, cổ phiếu HBG đã tăng hơn 40%. Còn so với đấy, hồi giữa tháng 11/2022, cổ phiếu HBG tăng khoảng 130%. Với việc cổ phiếu HBG diễn biến tích cực như vậy, tài sản của chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long tăng vọt. Tính tới ngày 24 tháng 6, hơn 1,516 tỷ cổ phiếu HBG của ông Long có giá trị trên 38.514 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu VinGroup VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn quanh vùng đáy lịch sử, ở mức 52.000 đồng một cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với giá 75.000 đồng một cổ phiếu ghi nhận hồi đầu tháng 12/2022. So với việc cổ phiếu VinGroup giảm mạnh, số tài sản quy từ cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ trực tiếp hơn 691 triệu cổ phần, có giá trị hơn 35.900 tỷ đồng. Như vậy, tỷ phú Trần Đình Long đã vượt qua ông Phạm Nhật Vượng để giàu nhất sàn chứng khoán Việt theo như thống kê bằng số lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp trên sàn chứng khoán. Sở dĩ tài sản tính trên giá trị cổ phiếu nắm giữ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm không chỉ do giá cổ phiếu VIC mà còn do chủ tịch VIC sử dụng cổ phần để góp vốn thành lập công ty. Tháng 3/2023, ông Vượng giao dịch chuyển nhượng hơn 49 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM, hãng taxi mở ra để tiêu thụ sản phẩm ô tô điện của VinFast. Không chỉ HBG, gần đây nhóm cổ phiếu ngành thép đều tăng mạnh. Cổ phiếu thép Pomina POM tăng gần 40% trong vòng 3 tuần qua. Thép Nam Kim NKG tăng tới 17%. Cổ phiếu tôm hoa sen HSG bứt phá 13%. Cổ phiếu tôm hoa sen của ông Lê Phước Vũ được nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục gom thêm trước thềm doanh nghiệp này chốt quyền chi trả cổ tức. Nhóm này tăng sở hữu tại HSG lên hơn 7,2%. Sau khoảng một năm trầm lắng và giá thép giảm mạnh, ngành thép bắt đầu đón nhận các thông tin tích cực. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, sản lượng thép sản xuất trong tháng 5 đạt 2 triệu tấn, tăng 3,1% so với tháng trước. Tổng sản lượng tiêu thụ tăng khá mạnh, thêm 13,3% lên 2,14 triệu tấn. Xuất khẩu tăng gần 30% lên 822.657 tấn, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Với Hòa Phát, tiêu thụ thép của doanh nghiệp này đang cải thiện. Trong tháng 5, sản lượng bán các sản phẩm thép tăng 16% so với tháng trước, lên 530.000 tấn. Cổ phiếu ngành thép tăng mạnh trong bối cảnh giới đầu tư đánh cược các doanh nghiệp ngành thép sẽ được hưởng lợi nhờ những tín hiệu tích cực gần đây. Trong nửa cuối năm 2022, doanh nghiệp ngành thép lao đao vì giá nguyên vật liệu nhập khẩu đầu vào tăng mạnh, tỷ giá tăng cao, nhu cầu tiêu thụ thép tụt giảm cả trong nước và quốc tế, trong khi giá thép bán ra liên tục đi xuống, đa phần các doanh nghiệp ngành thép thua lỗ. Bắt đầu từ quý 1/2023, nhiều doanh nghiệp đã hết lỗ và chuyển sang có lãi nhẹ. Nhiều khả năng tình trạng này sẽ được duy trì trong quý 2/2023. Gần đây, cho dù thị trường bất động sản trong nước vẫn khá trầm lắng, nhưng một số doanh nghiệp địa ốc lớn đã khởi động lại các dự án. Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 hôm 22 tháng 6, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn cho biết doanh nghiệp này đã qua thời kỳ khó khăn nhất. Trong quý 2/2023, Novaland đã tái khởi động các dự án trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại đô thị Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm, Aqua City. Sắp tới, trong giai đoạn 2024-2025, Novaland dự kiến triển khai thêm 2 dự án bất động sản đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 dự án đô thị vệ tinh lân cận thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 23 tháng 6, tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Cổ phần KBC, CEO Nguyễn Thị Thu Hương cho biết dòng vốn FDA vẫn vào Việt Nam mạnh. KBC đã cho thuê 62,7 hectare khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh do Goatech và một doanh nghiệp FDI lớn dự kiến thuê phần còn lại của khu công nghiệp này và sẽ mang vào Việt Nam hàng tỷ đô la Mỹ. Khu đô thị Tràng Cát cũng đã được triển khai các công đoạn săn lấp được 100 hectare.
thị trường bất động sản và xây dựng được cho là sẽ phục hồi sau hàng loạt thông tin tích cực như Nghị định 10 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật đất đai, giúp tháo gỡ những nút thắt hành chính cho các chủ đầu tư dự án bất động sản. Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp, Nghị quyết 33 về một số giải pháp tháo gỡ thị trường bất động sản hay Nghị quyết 388 về đề án phát triển nhà ở xã hội. Thuế giá trị gia tăng VAT với các nhóm hàng, dịch vụ hôm 24 tháng 6 cũng được chốt giảm 2% từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023. Cùng với lãi suất huy động giảm, một số công ty chứng khoán kỳ vọng sự hỗ trợ về chính sách và đầu tư công sẽ cải thiện sức mua của thị trường thép từ nửa năm sau 2023. Sáng 25 tháng 6, đường Vành đai 4 Hà Nội đã được khởi công. Một số dự án đầu tư công khác như cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 hay Vành đai 3 Hồ Chí Minh cũng được cho là góp phần giúp các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành thép hưởng lợi. Việt Nam năm ngoái có hơn 1.000 người siêu giàu, tăng gấp đôi so với năm 2017, theo báo cáo mới nhất của Knightfrank. Thông tin trên được nêu trong báo cáo Thịnh Vượng, vừa được tập đoàn tư vấn bất động sản Knightfrank Anh phát hành. Cụ thể, từ 583 người siêu giàu năm 2017 đã tăng lên 1.059 người năm ngoái, tương đương tăng 82%. Knightfrank dự báo đến năm 2027, con số này sẽ gần chạm mốc 1.300, thêm 22% so với hiện tại và tương đương mức tăng 122% trong 10 năm. Theo định nghĩa của tổ chức này, người siêu giàu là cá nhân có tài sản ròng đã trừ các khoản vay từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, tương đương từ hơn 704 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, bao gồm cả bất động sản mà họ đang cư trú. Họ xác định số lượng cá nhân tại các quốc gia dựa trên mô hình định giá tài sản Wealth Sizing Model do công ty xây dựng và phát triển trong nửa thập kỷ qua. Phương pháp này kết hợp kho tài liệu dữ liệu do công ty thu thập và với công nghệ học máy được cấu trúc để tính đến các yếu tố chi phối như hoàn cảnh địa chính trị có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh tế cơ bản. Cũng theo báo cáo, lượng người giàu HNWI, những cá nhân có tài sản từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên, bao gồm bất động sản đang cư trú của Việt Nam cũng tăng 70% trong 5 năm qua, từ 40.971 người vào năm 2017 lên gần 70.000 người vào năm ngoái. Báo cáo cho rằng Việt Nam sẽ có hơn 112.200 người giàu vào năm 2027, tương đương mức tăng trưởng 173% trong một thập niên. Knightfrank lý giải, số dân số giàu và siêu giàu tại Việt Nam tăng nhanh cũng nằm trong xu hướng thịnh vượng trên toàn châu Á. Theo đó, Singapore, Malaysia và Indonesia dẫn đầu các nơi có dân số siêu giàu tăng trưởng nhanh nhất. Tại châu Á-Thái Bình Dương, lượng người siêu giàu đã tăng ngoạn mục gần 51% trong vòng 5 năm tính đến 2022. Mặc dù có dự đoán rằng mức tăng trưởng này sẽ giảm còn 40% trong 5 năm tới, đây vẫn là khu vực dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng lượng người giàu. Nhìn về lâu dài, khu vực này vẫn còn rất nhiều tiềm năng và triển vọng để phát triển thịnh vượng, dẫn đầu về lượng dân số siêu giàu và cơ hội phát triển kinh tế. Christine Lee, Giám đốc Dịch vụ Nghiên cứu khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Knightfrank nhận định, tính đến 2022, thế giới có hơn 579.600 người siêu giàu và gần 70 triệu người giàu theo tính toán của Knightfrank. Mỹ có số lượng người siêu giàu và giàu nhiều nhất, lần lượt là 253.354 và hơn 25 triệu. Số người siêu giàu của Mỹ nhiều hơn toàn bộ châu Âu với 155.996 người. Trong khi top 5 quốc gia tăng trưởng dân số siêu giàu nhanh nhất năm qua lần lượt là UAE, Tanzania, Brazil, Nigeria, Arab Saudi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào!